Vâng, xin chào các bác đã về với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác tiếp tục một em dòng xe road bike đến từ thương hiệu Ý, dòng Java Siluro. Trong thời gian qua em cũng review rất là nhiều cái mẫu dòng Java Siluro rồi. Thì đây em về một chiếc với cái tông màu đen, cam và màu xanh. Ba màu phối màu chủ đạo rất là đẹp mắt nhá. Bây giờ xin mời đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, trên khung hình đây là cái mẫu dòng road bike đến từ thương hiệu Ý Java Siluro mà trong thời gian qua nó về rất là nhiều, cũng được rất nhiều các bác quan tâm đánh giá, và giá thành của xe cũng rất là tốt so với cấu hình và của xe. Bộ khung thiết kế theo bộ khung dẹp khí động học lực cũng nhá, bộ khung thiết kế rất là hiện đại. Xe đến từ thương hiệu Ý, đây là biểu tượng Java. Model của xe là model Siluro. Đây là lá cờ ba màu thương hiệu Ý này. Xe làm từ kim nhôm, khung nhôm nhé. Thiết kế theo khung dẹp. Em sẽ đi qua lớp sơn của xe. Trong nó có thể sử dụng là xe có sử dụng mấy bơm những cái vết ở đây là vết chày nhé, vết chày nhỏ đó nhá, nhỏ cái vết bụi bắn lên thôi. Đây là vết chày đúng không này, vết chày của xe. Nhưng tổng thể xe cũng còn là rất là đẹp. Model của xe là model Java Siluro. Thiết kế với bộ khung khí động học lực, vòng xe không dập. Xe được chạy với bộ rơm sườn. Dòng Java Siluro là bên em thời gian vừa qua về rất là nhiều rồi. Giá thành cũng rất là tốt, phù hợp với các bác. Cổ phút ghi đông chính hãng của DK. DK thì là linh phụ kiện nguyên bản theo riêng xe của dòng Java rồi. Cổ phút ghi đông của DK luôn bác nhé, ghi đông của DK. Và xe được sử dụng với bên tay lắp chính hãng của Shimano Sora. Bên phải em sử dụng với bên tay lắp chính hãng bên dòng đĩa của Shimano Sora. Bản chất sử dụng với bộ phanh ba mảnh của Gadidap. Càng chính hãng của Java, càng carbon nhá. Càng carbon chính hãng của Java. Vành chính hãng của Captiva, vành của Java luôn, vành DK. Vành bản 5 phân. Rất là đẹp. Bản dày cũng nhá. Kích thước lốp là 700 x 23C. Kích thước lốp cơ bản của dòng xe đua. Thiết kế với khung nhôm cả carbon. Cái tông màu đen cam và màu xanh rất là bắt mắt. Hậu yên dẹp chính hãng của DK nguyên bản theo xe, yên zin theo xe, yên của Java DK Siguro. Thiết kế với khung theo hình vòng, sử dụng với đủ điều trục trục đĩa trục trục của Rowin, đủ đĩa hai tầng, gạt đĩa của Shimano Sora. Củ đề sau đó củ đề Shimano Sora. Được trang bị với 9 tầng lip. Hàng sau sử dụng với vành chính hãng của DK đó nhé. Vành may rơi bằng nạn là cố đổ. Vành DK. Và lần này em bé một chiếc được sử dụng với bộ xích. Xích thì người chơi người ta đã thay rồi, người chủ cũ chơi rồi. Có thay là bộ đấy là bộ xích vàng, xích xịn đẹp lắm nhá. Xích mạ đồng, rất là bền. Ít khi về em mới về một chiếc xe Java được thay bộ xích. Rất là nổi trên khung hình ở đây.
bê đan bạc đạn quá rất là tiếp. Và bây giờ chúng tôi chiều cao đứng của khung xe. Và chiều cao đứng của khung xe là size 48. Chiều ngang khung là size 52. Thế là các bác là từ 1m6 đến 1m7 đi vừa. Xa rất là dễ đi không nhá. Sử dụng với 9 tầng lip, xem trang bị với group Shimano Soda. Máy ưa cối đổ vào tạng, lên lip lên. Xuống lip. Thích mạ đồng nữa nhá. Bên phải em là 2 tầng đĩa. Xuống đĩa. Xuống đĩa cục rỗng. Lên đĩa. Rất là bon. Sau những cái giá xe chính thức thương hiệu quý dòng Java, giá thành rất là tốt. Sử dụng mới ở lúc Sona. Mọi người anh đã tổng thể xong chiếc xe đua Cosby Java model Shiduro. Sẽ được trang bị với khung nhôm và carbon và lúc Sona. Và xe đã tốt bên em là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào có thể lại qua Zalo 0975 709 943. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.